Cumbre người Ý Jacob Marezzo đã mang về cho đội Bắc Venezuela chiến thắng ở trận đua thứ 5 ở giải tour vòng quanh Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm vừa qua. Anh đã vượt lên tay đua Andrew Kippel của Đức, người đã chiến thắng ở vòng đua thứ 3 và đẩy tay đua này cùng với người đồng hương Manuel Belletti xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng hiện nay. Trận đua thứ 6 tiếp theo sẽ có lộ trình ngắn hơn, kéo dài khoảng 116 km từ Cụm Luca đến Imali. Truyền thông đưa tin, Liên đoàn bóng chày Cuba vẫn sẽ giữ nguyên lệnh cấm hai cầu thủ đã từng xuất cảnh trái phép để tham gia thi đấu cho câu lạc bộ nước ngoài khác. Điều này xét theo mặt luật pháp là đúng, nhưng giới hâm mộ bóng chày đều biết, Cuba có rất nhiều nhân tài bóng chày bị mai một trước đây, khi các cầu thủ nước này không có được những thỏa thuận chuyển nhượng, hợp đồng chính thức khi đi ra thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài khác. Lễ kỷ niệm thảm kịch sập khán đài sân vận động Hillsborough cách đây 27 năm đã gây ra thiệt mạng 96 người hâm mộ của Liverpool vào năm 1989. Vốn là một trong những thảm họa thể thao tồi tệ nhất trong lịch sử nước Anh đã diễn ra trọn vẹn vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, năm nay những thân nhân của người nhà các nạn nhân đã cảm thấy ấm lòng hơn khi bồi thẩm đoàn của vụ thảm họa đã kết luận trách nhiệm thuộc về cảnh sát. Ban tổ chức lễ tưởng niệm cũng đã có lời khen ngợi các gia đình nạn nhân đã động viên nhau suốt gần 3 thập kỷ qua để có được văn bản công lý cho 96 nạn nhân. Vốn là bản đơn từ chối chấp nhận các trường hợp tử vong chỉ đơn thuần là do tai nạn. Chi tiết trong bản đơn nêu rõ, lý do tử nạn của các nạn nhân là do cảnh sát đã đóng khẩn một cửa đường hầm thoát hiểm khi xảy ra sự cố.